Quý vị và các bạn thân mến, cua biển Quảng Yên thì đã rất nổi tiếng và được thực khách khắp nơi ưa chuộng. Đặc biệt là cua biển tại Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì lại càng thơm ngon, bổ dưỡng và nhiều gạch. Và trong chương trình ẩm thực Quảng Ninh ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với vùng đất Quảng Yên để thưởng thức một món ăn ngon từ cua biển nhé. Cua biển Quảng Yên không khác nhiều vùng khác, nhưng sở dĩ cua ở đây có vị thơm ngon và nhiều gạch bởi đa phần là cua tự nhiên. Cua biển ở đây càng to, chắc thịt, có gạch quanh năm, nhưng ngon nhất vào tháng 6, tháng 7. Đây là thời điểm mưa nhiều, nước đổ về các đầm phá, mang theo nguồn thức ăn phong phú. Vì thế, cua rất béo, chắc thịt, thơm ngon. Cua biển Quảng Yên đã trở thành món ăn được ưa chuộng, không chỉ bởi độ ngon, ngọt, mà còn bởi hàm lượng dinh dưỡng trong nó rất cao. Là món ăn bổ dưỡng, bồi bổ cho người vừa ốm dậy, người già, trẻ nhỏ. Giới thiệu với quý vị và các bạn, người đồng hành trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó chính là đầu bếp Nguyễn Tùng của nhà hàng Bếp Việt. Chào anh Tùng ạ. Chào Hiền Trang, chào tất cả quý vị khán giả. Cua biển Quảng Yên thì rất là nổi tiếng, rất là ngon rồi. Vậy thì ngày hôm nay thì anh Tùng sẽ chế biến món ăn nào từ cua ạ? Hôm nay đến với nhà hàng Bếp Việt thì Tùng xin giới thiệu với toàn thể quý vị khán giả món cua sốt hoàng kim. Vậy để chế biến nên món ăn này thì chúng ta cần những nguyên liệu gì ạ? Nguyên liệu chính của món ăn này đó là cua gạch Quảng Yên. Ngoài ra chúng ta cần những nguyên liệu để làm cho sốt hoàng kim, đó là trứng muối và bơ, sữa, đường, bột gà. Và ăn kèm với cua sốt hoàng kim thì chúng ta sẽ là chấm cùng bánh mì và rau mầm. Vậy làm thế nào để chúng ta chọn được một con cua ngon, tươi, nhiều gạch ạ? Để chọn được con cua tươi, ngon, chắc thì chúng ta cần lưu ý là chọn những con cua dày mình, chắc thịt. Và những con cua này có khoảng trọng lượng từ 6 lạng đến 1 cân trở lên thì đó là một con cua ngon và đảm bảo. Nguyên liệu của chúng ta đã sẵn sàng rồi và ngay bây giờ hãy vào bếp và chế biến món ăn này nhé. Cua sau khi làm sạch, tách mài sẽ được hấp bằng hơi nước nhằm giữ được 100% thịt cua, hạn chế dầu mỡ và đảm bảo vị ngọt giòn của thịt cua. Tiếp đến, nghiền nhuyễn lòng đỏ trứng muối đã hấp hoặc nướng chín. Sau đó cho whipping cream, sữa tươi, đường, bột gà vào đánh đều để tạo ra một hỗn hợp nhuyễn mịn. Làm nóng chảo và cho bơ vào đun chảy. Đổ hỗn hợp trứng muối vào chảo, đun để lửa nhỏ. Khuấy đều đến khi hỗn hợp hơi sệt lại thì cho cua đã hấp chín vào. Tiếp tục để lửa nhỏ cho cua ngấm gia vị. Trình bày món ăn ra đĩa, trang trí thêm ít rau mầm để tăng thêm màu sắc cho món ăn. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn cảm quan bên ngoài thôi thì món ăn này rất là hấp dẫn, được trang trí đề co rất là đẹp mắt, hương thơm thì cũng rất là quyến rũ nữa. Hiền Trang ngửi thấy hương thơm từ bơ, từ sữa này, từ trứng muối này, cực kỳ là kích thích vị giác luôn và không thể cưỡng lại được nữa. Ngay sau đây thì hãy cùng thưởng thức với Hiền Trang nhé. Khi mà thưởng thức nước sốt ấy, thì Hiền Trang cảm nhận rõ được vị béo ngậy này, ngọt này, chua thanh này, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Và Hiền Trang nghĩ rằng là trẻ con thì cũng rất là thích cái hương vị của cái nước sốt này đấy. Quý vị
vị và các bạn thân mến, sự kết hợp giữa cua biển tươi ngon, đặc biệt là nhiều gạch cùng với lại nước sốt sánh mịn, béo ngậy thì đã khiến món ăn trở nên hấp dẫn và ngon hơn bao giờ hết, đặc biệt là làm dậy lên cái hương vị thơm ngon riêng biệt của món ăn này. Với món ăn này thì Trang nghĩ rằng là các bạn hãy ăn bằng tay ấy thì mới cảm nhận được hết độ ngon của nó. Và món cua biển sốt hoàng kim ấy thì cực kỳ thích hợp dành cho mọi thành viên trong gia đình cùng thưởng thức đấy.